mình hướng dẫn cho mọi người cách lấy những cái khuôn silicone mà nó sâu như vậy này ha mọi người, thì khó lấy lắm, khi mình lấy ra nó sẽ bị biến dạng. Thì những cái khuôn sâu như vậy gồm có cái khuôn này là hình bát kem nè, còn khuôn macaron là hình khuôn em bé nè, đây là khuôn em bé nè mọi người, cái chiều sâu của nó rất là sâu. Thì những cái khuôn này á, một là các bạn đổ sô cô la vào đây rồi để tủ lạnh cho nó cứng thì cứng, tháo ra, khi mà tháo là mình úp này xuống, hai ngón tay của mình đẩy ở dưới này, đẩy lên, đẩy nè đó, để cho cái đẩy và banh nó ra, để cho cái vật của mình nó rớt xuống, thì lúc đó cái này nó cứng rồi nó không bị biến dạng. Hoặc là cho khuôn đình vô ha. Thì bây giờ mình sẽ làm thử cái này, các bạn sẽ phải cho bột bắp vô, các bạn cho bột bắp vô đây, sau đó rũ sạch, khuôn đình của mình cũng nhồi đều mịn mặt, chưa nhồi đều chưa mịn mặt thì chưa vô khuôn nha mọi người. Vê sơ sơ rồi nhét vô trong cái khuôn này, các bạn nhớ chừa ra cái chỗ dài dài về để cho cái tay cầm của mình có chỗ cầm, chỗ bám, mình nhét vô nè, nhét ấn mạnh vô, ấn mạnh xuống để lấy hết cái nét ở sâu ở dưới á, mình ấn không có sâu là nó không có lấy được hết cái nét. Mình chừa lại một chút xíu cái núm ở trên ha, để khi mình tháo ra mình có chỗ bám. Rồi sau đó mình cất vô tủ lạnh luôn để đợi nó cứng nhất rồi mình tháo. Khi trong tủ lạnh lấy ra mình phải làm nhanh nha mọi người, bởi vì khuôn đành lấy trong tủ lạnh ra là nó sẽ bị đổ mồ hôi, nhưng mà khi bạn để trong phòng lạnh một hồi là nó sẽ khô trở lại, cho nên không có vấn đề gì sợ hết. Muốn nhanh thì mọi người để tủ đông tháo ra sẽ nhanh, còn nếu mà muốn không có cần gấp thì để tủ mát cũng được, nửa tiếng sau lấy ra để tháo nha. Rồi sau khi mình để tủ lạnh cỡ 30 phút trở lên, các bạn rờ khuôn nó thấy nó cứng á, là các bạn phải tháo khuôn được rồi ha. Cái này mình phải làm nhanh nha mọi người, mình úp xuống, tay mình đẩy nè, ta hai tay này banh ra, banh đều các hướng, rồi cái tay này mình ấn xuống nè cho nó rớt ra nè, đó là mình sẽ ra được cái khuôn sâu ha. Đây là cái hình dạng của cái bát kem á, bát đuôi á đó, cái khuôn sâu nào các bạn cũng làm như vậy nha. Ok, chúc các bạn thành công.